Thưa quý vị, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương có địa thế nhân hòa, được thiên nhiên ưu đãi, nằm bên bờ sông Thị Tính, là một chi lưu của sông Sài Gòn và được phù sa bồi đắp quanh năm. Vì vậy mà tại vùng đất này có các vườn trái cây ngọt lành và trĩu quả. Và ngày hôm nay chúng tôi muốn nhắc đến một cái đặc sản rất là nổi tiếng ở vùng đất Bình Dương này, đó chính là măng cụt lái thiêu. Và người dân nơi đây đã sáng tạo cũng như là chế biến ra một món ăn vô cùng là hấp dẫn và đặc biệt, đó chính là món gỏi măng cụt. Thưa quý vị, có lẽ như là ngày hôm nay thời tiết rất là thuận lợi và tuyệt vời cho cái chuyến hành trình khám phá ẩm thực ngày hôm nay của Thùy Linh. Và Thùy Linh đang trong một cái khu vườn có rất là nhiều loại trái cây mà đặc trưng của Nam Bộ như quý vị thấy đó, như là bưởi nè, măng cụt, rồi có chuối nữa. Chỉ mới là vào đầu hè, tuy là trái cây cũng chưa có chín, thế nhưng mà tại miệt vườn Cầu Ngang Lái Thiêu có rất là đông những du khách đến đây để mà tham quan. Xin chào bạn. Hello chị. Ngày hôm nay mình đến đi thăm vườn hả? Cũng rất là đông, rất là vui đúng không ạ? Dạ. Vì sao trái cây ở trong vườn này thì cũng chưa có chín nhiều, thế nhưng mà tại sao ngày hôm nay mình lại đến thăm miệt vườn này ạ? Dạ, tại vì em muốn đưa các bạn đến đây, vừa ở đây mát mẻ, với lại là em muốn thử cái món gỏi măng cụt đặc sản của vùng này. Tôi cũng vậy đó, nghe nói món này ngon lắm luôn á. Thì là mới đây nè. Hồi tối qua có coi trên mạng thì cũng thấy rất là ngon. Vậy hả? Coi như là mình xem xong rồi ngày hôm nay mình mới đi đúng không ạ? Dạ. Hầu như là ai đến ở miệt vườn này, ở cái vùng đất này thì đều có chung một cái sở thích. Và ngay cả Thùy Linh cũng vậy, đang rất là muốn tìm hiểu về cái món đặc sản này. Bây giờ thì Thùy Linh cũng đang muốn đi tìm chủ vườn để mà tìm hiểu về cái món ăn này. Không biết các bạn có muốn đi chung với Linh không? Dạ, tụi em đi riêng được thôi chị. Đi riêng tự khám phá đúng không? Dạ. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều nha. Chúc đi chơi vui. Dạ, cảm ơn chị. Quý vị ơi, thì Linh lại bắt gặp một vị khách rất là đặc biệt nữa. Đây là người quen. Chào em. Dạ, chào anh. Xin giới thiệu với quý vị, đây là anh Phạm Hồng Thi, là phó giám đốc của Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bình Dương. Rồi, ngày hôm nay anh xuống vườn việc công hay việc tư đây? Hôm nay mình với lại các anh em bên Trung tâm Xúc tiến Du lịch xuống khảo sát vườn măng cụt. Như các bạn đã biết thì trái măng cụt của vùng đất Lái Thiêu từ lâu đã rất nổi tiếng đối với các du khách. Và từ cái trái măng cụt thì chúng ta có thể chế biến thành một gỏi măng cụt rất là đặc sắc và rất là được nhiều du khách ưa thích và tìm hiểu đến. Vì thế chúng tôi quyết định tới đây khảo sát xem cái tình hình trái măng cụt mùa này thế nào, để từ đó có những có công tác kế hoạch xúc tiến quảng bá cái thứ nhất là cái trái măng cụt, thứ hai nữa là cái gỏi măng cụt đến cho du khách gần xa. Dạ, nay gặp người quen cũng rất là vui, tại vì em xuống đây cũng để tìm hiểu về cái món mà gỏi măng cụt á, là cái món đặc sản của vùng đất Bình Dương này. Giờ mình muốn biết cụ thể hơn thì mình sẽ liên hệ với chủ nhà vườn Hồng Vân ở đây. Vậy hả? Nãy giờ em cũng đang tính đi tìm đây, đang gặp người quen đúng là thuận lợi ghê á quý vị. Dạ, mình đi thôi anh ha. Dạ. Chị Kim Hương ơi. Chị Kim Hương, chị em. Chị là chủ nhà vườn Hồng Vân này á. Em chào chị. Dạ, em chào chị Hương. Chị ở đây chỗ bạn Thùy Linh. Bạn rất là muốn biết món gỏi măng cụt đặc sản của vùng đất Lái Thiêu mình. Gặp chị ngày hôm nay rất là vui ạ. Thùy Linh cũng muốn tìm hiểu về cái món mà gỏi măng cụt, một cái món rất là đặc sản tại vùng đất Bình Dương này. Không biết là cái nguồn gốc của cái món gỏi này xuất phát từ đâu ra ạ? Cái này là do sáng kiến của nhà vườn thôi. Tại vì mình thấy cái trái măng cụt chín thì nó mềm mà nó ngọt, nó thơm. Thì cái trái sống thì nó giòn mà nó chua. Nên là mình thử để mình làm gỏi. Thì từ chỗ mà làm gỏi ra thì mình thấy sử dụng nó rất là ngon, mình dùng nó rất là ngon, nên từ đó mình chế biến ra rồi nó lan truyền ra. Thì cứ hàng năm vào mùa trái chín thì có cái trái măng cụt sống già để làm gỏi, thì mình dùng cái đó để mình chế biến thức ăn. Thì du khách ta đến đây ta thưởng thức thì làm như là có thói quen, ta đã dùng rồi, ta quen rồi, cứ tới hàng năm là ta tìm về Lái Thiêu để mà ta tìm thưởng thức cái món gỏi măng cụt. Đúng như chị Kim Hương nói, ngày hôm nay vườn trái cây 3.000m² nhà chị đã đón hàng trăm lượt khách. Sau một hồi đi thăm vườn, tận hưởng không khí trong lành, không gian thanh bình yên ả chốn thôn quê, hầu như ai cũng chọn cho mình một chiếc lều để nghỉ chân, và quan trọng hơn là để thưởng thức món gỏi măng cụt nổi tiếng của vùng đất Lái Thiêu. Thứ nhất là không ngán gà nó ngon hơn.
À, nó giòn, cái măng cục nó vô vô nó chua chua ngọt ngọt, còn gà nó dai nó cũng ngọt nữa. Nó ngon lắm, cùng nó là nó hơi khác biệt với cái gỏi ngói sen hay là gỏi khác. Nói chung là ở đây là ăn được, ngon. Trái măng cục lái thiêu tuy nhỏ hơn nhưng vị ngon thì không đâu sánh kịp. Với vị ngọt thanh tao, ngọt mà không gắt là kết tinh của phù sa màu mỡ, của khí hậu nơi đây ôn hòa, của chiều dài văn hóa lịch sử hơn 300 năm. Vậy nên măng cục vốn được trồng khắp Nam Bộ, nhưng gỏi măng cục thì chỉ có ở Thuận An, Bình Dương mới trở thành món ăn đặc sản. Đã ăn một lần thì không thể nào quên. Cái chuyến đi mà của nhóm xuống đây là mục đích là đi xuống để tham quan vườn trái cây, chứ không nghĩ là đi xuống đây để mà ăn cái gỏi gà măng cục. Nhưng ngày hôm nay là tự nhiên ra ngồi nghỉ mát đây thì chủ quán của chủ cái vườn trái cây này có giới thiệu đây là một gỏi gà măng cục mà hơi đặc sắc ở cái vườn của chủ quán. Thì nhóm cũng có gọi cái món này ra ăn thử thì rất chi là ngon và nó rất chi là lạ so với lại những cái món gỏi thông thường khác. Ngồi cạnh bàn của anh Thanh Mạnh là nhóm bạn mà chúng tôi đã gặp từ sáng, và đương nhiên họ cũng đang thưởng thức món gỏi măng cục, bởi đây chính là mục đích của chuyến đi lái thiêu này. Bữa nay tôi đến đây thì cảm thấy không khí nó rất là mát mẻ, mặc dù đây mới là đầu mùa thôi nhưng mà cũng có rất nhiều loại trái cây rồi. Và đặc biệt là mục đích của tôi hôm nay là đến đây để thưởng thức cái món gỏi này, tôi cảm thấy rất là hài lòng. Người phương Nam thì rất là ưa món gỏi, ví dụ như là gỏi ngó sen, gỏi cổ hủ dừa, gỏi bông súng và gỏi điên điển. Bởi vì những cái món gỏi đó thì rất là dễ làm và cũng dễ ăn nữa. Chúng ta chỉ cần có những cái nguyên vật liệu đã được sơ chế và trộn với lại nước mắm đã pha sẵn, như vậy là đã dùng được rồi. Thế nhưng mà đối với lại món gỏi măng cục thì cần một chút tỉ mỉ cũng như là khắt khe trong cái việc mà chế biến. Bởi lẽ là cái loại trái cây măng cục thì có thể được xem là một cái loại trái cây mà Thùy Linh có thể nói là trái cây sang chảnh và có giá trị kinh tế cao. Nhưng mà ngày hôm nay đã cất công đến đây rồi thì chắc chắn là Thùy Linh sẽ học cho được cái bí quyết để làm món này từ chị Kim Hương là chủ nhà vườn. Chị Hương ơi! Ơi! Chị! Ôi, em mời chị! Sao? Chị ơi! Em thấy là hầu như là chị cũng đã chuẩn bị tất cả các nguyên vật liệu cũng đã đầy đủ rồi. Nhưng mà hình như là thiếu cái quan trọng nhất đó nha. Chị dành cho em cái bất ngờ măng cục, bây giờ chị sẽ dẫn em ra vườn, chị sẽ chỉ cho em biết là cái trái nào mà để dừa để mình làm gỏi măng cục. À vậy hả chị, chỗ thế thì hay quá. Đi rồi, đi chị ha. Rồi mời em đi. Dạ. Rồi đi đi chị, để chị dẫn em đi nè, qua chị chỉ cho em mấy cái trái măng cục sống rồi để mình làm gỏi. Dạ, để mình phân biệt cái trái nào để làm gỏi được. Cái nào để làm gỏi được. Đọc Hương nha. Nè, chẳng hạn như cái trái này là trái măng cục sống nè, nhưng mà nó to hơn một tí nữa mới làm gỏi được. Nhưng thì... mà cái trái này á, là mình bây giờ là mình hái xong rồi mình đem ra mình làm gỏi liền luôn được đúng không chị? Không, mình hái mình phải hái trước một ngày cho nó ráo mủ, đặng mình mới gọt. Mình gọt ra nó không có dính mủ tay mình nhiều. Mình gọt xong rồi mới lấy cái ruột nó ở trong để mình làm gỏi. Chà, như vậy là ngày hôm nay là em không có được thưởng thức món này hả? Yên tâm đi. Có thưởng thức được, dạ. Tại vì sáng hôm qua chị đã có hái rồi. Chị hôm qua chị có hái trong nhà rồi, chị để trận trọng á. Dạ, vậy mà từ trước giờ em cứ nghĩ là cái trái măng cục á là mình cũng có thể là những cái trái mà chín mình ăn được, mình có thể làm gỏi được. Nhưng mà không phải đâu ha chị ha, nó sẽ không ngon. Cái trái chín nó mềm, cái ruột nó mềm mình sẽ không làm gỏi được. Còn cái trái sống cái ruột nó cứng, nó giòn, dạ. Mà nó chua. Còn cái trái chín thì nó mềm mà nó ngọt thì mình sẽ không làm gỏi được. Dạ. Làm bằng trái sống. Dạ, bây giờ thì chắc là mình vào trong nhà để mình chế biến chứ hả chị hả? Rồi, rồi, chứ vô đi, cái chị sẽ làm gỏi gà cho em, chị chế biến cho em thưởng thức thử. Dù chị Kim Hương đã hướng dẫn, thế nhưng để chọn được măng cục trộn gỏi là điều không hề đơn giản. Chỉ có nhà vườn và đã có kinh nghiệm làm gỏi lâu năm mới có thể chọn được trái măng gần như đã ương ương. Để vừa đảm bảo cơm măng có độ giòn, có vị ngọt dịu, nhưng vẫn còn chút chua thanh nhẹ. Chứ măng cục chỉ non hay chín quá một chút thôi thì món gỏi sẽ thất bại. Rồi, măng cục đã đây, có rồi. Măng cục đây, dạ. Chị đã chuẩn bị nè, hái từ hôm qua cho nó ráo mủ để mình gọt nó đỡ đổ nhựa nhiều. Dạ. Nhưng mà trước khi gọt mình phải ngâm nước vậy hả chị? Chị phải ngâm nước, chị gọt cho nó mủ ra trong nước. Dạ. Cái măng cục nó sẽ bị không dính mủ, nó sẽ trắng. Dạ. Rồi bây giờ chị làm cho em coi ha, em chị.
Chọn măng cụt làm gỏi đã khó, lột măng để lấy nguyên ruột còn khó hơn gấp bội. Bởi măng cụt sống vốn mủ nhiều, vỏ lại cứng, không dùng dao để cắt như khi ăn trái chín, mà phải gọt từng chút tỉ mẩn. Sang cái xô nước thứ hai rồi, như gọt sao mới lấy được nguyên trái nó. Mà nó không bị đen là dạ, vì nó không bám mủ. Nhìn chị Kim Hương lột vỏ măng cụt, chúng tôi có cảm giác như đang được xem các nhà điêu khắc đang tạc tượng. Bởi lực mũi dao chỉ hơi mạnh chút thôi cũng có thể làm mủ bám vào cơ măng, hoặc các múi măng sẽ không còn nguyên vẹn, tạo hình bông hoa sẽ thất bại khi cắt ngang ruột măng cụt. Cha, khi mà bắt tay vào mình thực hiện cái món này thì mình mới biết là cái phần mà gọt cái trái măng cụt này á rất là khó. Gọt thì cũng rất là cực, dạ, nhưng mà tại vì mình là dân nhà vườn, mình sanh ra hồi nhỏ giờ mình ở đây đó, nên là cái đối với mình là cái trái gọt này nó rất là dễ dàng. Phải đến 30 phút, chị Kim Hương mới hoàn thành được công đoạn chuẩn bị nguyên liệu này. Chị nói đây là khâu khó nhất khi chế biến món gỏi, và ngay ở lái thiêu cũng không có nhiều người làm thành thạo công việc này. Rồi bây giờ chị sẽ gia vị vào trong cái gỏi này cho nó thấm trong thời gian chờ chị xé gà. Thơm. Cái tinh tế cũng là cái khó khi làm món gỏi măng cụt. Đó chính là bản thân măng cụt đã có sẵn vị chua, ngọt. Nêm ra sao để măng cụt và các loại nguyên liệu khác cùng hòa quyện độ chua, mặn, ngọt như nhau là điều không hề đơn giản. Để làm thành món gỏi, ngoài nguyên liệu là măng cụt thì người dân lái thiêu dùng thịt gà. Tại các nhà vườn, rất hiếm khi măng cụt được trộn với các nguyên liệu khác. Khách lên vườn mình là chủ yếu là ăn gà, nó thông dụng hơn là những cái món như tôm, thịt đồ thì là nó ở đâu nó cũng có, nhưng mà vì nhà vườn thì người ta phái, ta thích cái dùng cái gà, gà ở nhà vườn mình nuôi á, mình trộn nó rất là ngon. Kiểu như cây nhà lá vườn. Đúng rồi. Chị Kim Hương chia sẻ, món gỏi măng cụt ngon phải đảm bảo được cơm măng giòn, ngọt, chua nhẹ, kết hợp với vị béo ngọt của thịt gà, hoa cùng vị cây thanh của rau răm, vị cay nồng của nước mắm tỏi ớt sẽ thấm vào đầu lưỡi và âm thanh giòn tan của đậu phộng. Tất cả hòa quyện tạo nên hương vị lôi cuốn khó quên. Đặc biệt, món ăn này sẽ ngon hơn khi được thưởng thức tại vườn cây trái xung xuê nơi đây. Rồi, bây giờ chị đã trộn thành dĩa gỏi rồi. Wow. Bây giờ chị mời em thử ha. Dạ. Thức coi nó ngon quá. Rồi, em cảm ơn chị. Ngưa miếng măng cụt trước. Rồi. Chà. Nó có một cái vị nó lạ lạ chị ơi, nó mà ngon lắm. Măng cụt thì giòn giòn, chua chua, ngọt ngọt, thịt gà thì rất là thơm, rồi hòa quyện chung với nhau thì nó ra một cái hương vị tuyệt vời. Và đây là lần đầu tiên thì Linh thưởng thức cái món gỏi măng cụt này. Và có thật là với một cái món dân dã này mà được chính tay người dân địa phương chế biến thì rất là tuyệt vời. Cảm ơn chị Hương rất nhiều ạ. Dạ, chị cảm ơn em. Chính vì món gỏi măng cụt ngon một cách ấn tượng, vậy nên dù xuất phát là món ăn dân dã lại chỉ có theo mùa. Thế nhưng không biết từ bao giờ nó đã trở thành đặc sản của vùng đất thủ Bình Dương. Món gỏi măng cụt thậm chí còn thu hút được các đầu bếp chuyên nghiệp. Và hiện nay chúng ta cũng có thể dễ dàng tìm thấy món ăn này trong thực đơn ở các nhà hàng sang trọng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, để tôn vinh văn hóa ẩm thực ở tại vùng đất Bình Dương thì tại nhà hàng này đã có một cái không gian bếp mở để dành cho thực khách có thể đến đây để mà trải nghiệm cũng như là cảm nhận văn hóa ẩm thực. Và vào mùa này thì đang là mùa đầu trái chín, và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay ở tại nhà hàng đó chính là măng cụt. Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Vũ Ngọc Dũng là bếp trưởng của nhà hàng Nổi Dình Ký. Dạ, xin chào anh Dũng ạ. Rồi, chào chị Linh. Mà anh Dũng nè, Thùy Linh nghe giọng của anh thì không phải là người miền Nam. Vậy thì không biết mà mới đầu mà mình biết được cái món này á, cũng như là mình biết được cái cách làm của nó, và khi mà mình thưởng thức món này rồi thì anh Dũng cảm thấy như thế nào ạ? Thì mình thật sự nói với Linh á, là mình là người miền Bắc, thì mình nghe ở tỉnh Bình Dương có gỏi măng cụt rất là độc đáo. Dạ. Và từ đó thì mình đã đi sâu vào trong dân gian để mình tìm hiểu. Dạ. Trước đây người ta làm bằng gà, vậy giờ mình có thay đổi ra được làm bằng thịt khác hoặc là bằng hải sản hay là cái gì đó để nó tạo ra một cái hương thái nó khác nhau hơn. Để làm món gỏi măng cụt,
anh Ngọc Dũng đã không dùng gà mà thay vào đó là tôm, là thịt, là khô mực. Đặc biệt, món ăn được đầu bếp bài trí lớp lang, vô cùng đẹp mắt. Thế nhưng anh Ngọc Dũng vẫn chia sẻ, điều làm nên hồn cốt, cái hấp dẫn của món ăn này vẫn chủ yếu là từ măng cụt, đặc sản của miền trái ngọt lái thiêu, Bình Dương. Khiến người đã từng ăn thì luôn muốn quay về vùng đất trụ phú lái thiêu, mùa trái chín. Vài năm trước mình có đến lái thiêu, đến nhà hàng này ăn. Mình cũng kêu đại món gỏi măng cụt thôi. Ăn thì mình ước ăn vào nên có ấn tượng rất là sâu sắc với nó. Mỗi lần ăn xong thì mỗi lần đến mùa này, mùa măng cụt có lái thiêu, mình bắt buộc phải đến đây ăn thêm lần nữa. Đối với cái món gỏi măng cụt này thì mình đánh giá là mình cho 10 trên 10 điểm. Không chỉ trở thành đặc sản, là niềm tự hào của người dân Đức Thủ, gỏi măng cụt hiện nay còn trở thành sản phẩm du lịch của tỉnh. Món gỏi này gần như không bao giờ vắng mặt trong các hội chợ xúc tiến du lịch của tỉnh nhà. Người ta nói không ăn đâu trái măng cụt ngon bằng cái trái măng cụt của lái thiêu Bình Dương. Và từ đó chúng tôi rất là tự hào. Và trong những cái chương trình quảng bá xúc tiến, trong những cái địa phương trong và ngoài tỉnh thì chúng tôi luôn mang cái hình ảnh măng cụt lái thiêu cũng như gỏi gỏi lái thiêu, gỏi măng cụt lái thiêu đến với du khách. Khoảng thời gian mà trái măng cụt dùng để chế biến gỏi là chỉ chừng 10 ngày và sau khoảng thời gian này thì măng cụt không còn phù hợp nữa. Chính vì vậy mà để thưởng thức món đặc sản này thì quý vị và các bạn hãy đến Thuận An, vùng đất được mệnh danh là xứ cây ngọt trái lành. Và đến đây thì chương trình Món Ngon Phương Nam cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình Món Ngon Phương Nam kỳ sau nhé.